Và hy vọng là các đội bóng cũng sẽ cống hiến những màn trình diễn thật hay cho các khán giả. Đây là đội hình của DTS. Ngày hôm nay thì trong khung gỗ của HG La Giang vẫn là thủ môn Huy Lách, các cầu thủ là số 3 Gia Từ. Một kết quả hòa sẽ khiến cho cả DTS và HG La Giang bị tụt lại. Cơ hội! Cú chạm bóng rất tinh tế vào không? Không vào! Mất bóng nguy hiểm ở sân nhà, Mạnh Đen! Cú sút rất căng nhưng đi không chính xác của Mạnh Đen. Pha đẹp. Cú treo bóng ra phía cột xa. Thủ thành Minh GK đã có một tình huống chủ động xuất tướng và vẫy bóng chịu quả đá góc. Ra thấy từ phía khu vực kỹ thuật của DTS, Đức Thông rất năng nổ. Đây là Hiếu Chuột. Cú treo bóng của Hiếu Chuột. Cần sự tiếp ứng ở trong. Rất tiếc là không có ai kịp nhập vào. Pha căng vào rất đẹp của Hiếu Chuột. Có người tiếp ứng thì thật hoàn hảo. Cú găng chìm khiến cho thủ thành Huy Lách để bóng lọt lách. Ngọc Hào. Đại Đen. Tiếp tục là Ngọc Hào ở đáy biên có người. Huy Lách đã rất tập trung. Pha đánh đầu trong góc hẹp của Đức Thông và một quả đá góc cho DTS. Tình huống dàn xếp khá hay. Cú đánh đầu lái bóng. Quốc Thành sẽ là người đá góc. Căng chìm, cú sút từ tuyến 2. Khá đáng tiếc cho các thủ HG La Giang, một bài đá góc hay. Đậu Đức Tú đã không thể có được pha dứt điểm như ý. Cũng phải nói là đường truyền của Quốc Thành là hơi lập bập. Đến lượt các thủ HG La Giang. Khoảng trống ở bên phải, Thế Mạnh. Chi Vela. Không được rồi. Mai Văn Đại đứng trước quả đá phạt. Mai Đại là cầu thủ từng chơi cho BIDV Quang Trung. Ghim trái bóng vào chỗ đông người trước cửa gôn. Cho HG La Giang nhận bàn thua. Tiếp tục là Quốc Thành. Trả ngược khá hợp lý, cơ hội là đây. Phản xạ tuyệt vời của thủ thành Minh Béo. Hiếu Chuột. Xoay người dứt điểm góc hẹp. Chưa được. Cơ hội phản công, tình huống lướt đi của Quốc Thành. Cơ hội là đây, xỉa bóng kỹ thuật. Vào! Lại là Trần Quốc Thành. Vòng trước thì anh cũng đã ghi bàn vào lưới LC bằng một tình huống lướt đi và dứt điểm tuyệt đẹp. Đến vòng đấu này trong trận cầu 6 điểm ở nhóm trụ hạng thì Quốc Thành tiếp tục thể hiện giá trị của mình. Từ phần sân nhà số 26 đã bỏ lại tất cả các cái bóng áo vàng ở phía sau. Có lẽ Mai Đại sẽ ước gì mình phạm lỗi sớm hơn khi chứng kiến tình huống này. Không, thực tế là cũng đã cố gắng phạm lỗi rồi nhưng không nổi. Quốc Thành quá nhanh. Và cầm bóng dâng lên của Ngọc Hào. Hiếu Chuột không thể làm tường, ra từ cắt bóng hay và lại một cơ hội phản công. Đường chuyền sang cánh cho Thế Mạnh. Rất đồng đội. Vào! Lại là Quốc Thành. Cú đúp cho Trần Quốc Thành. Hai bàn thắng trong vòng ít phút và HG La Giang bứt phá. Bàn thắng lần này thì rất đơn giản với Quốc Thành. Đơn giản là có mặt đúng lúc đúng chỗ và tận hưởng món quà các đồng đội. Pha đoạt bóng của Gia Từ và trong tình huống này thì Thế Mạnh cũng đã quá bình tĩnh. Một đường truyền không thể vừa vặn hơn. Một nhịp khống chế và thả trái bóng ra phía cột xa nơi mà Quốc Thành đã đợi ở đó. Cầu thủ sinh năm 95 đang đá cho câu lạc bộ. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thật may là thời tiết đã tốt hơn và chúng ta có thể tiếp tục với phần còn lại của trận đấu giữa DTS và HG La Giang. Cơ hội cho HG La Giang, không được. Vũ Quốc Hưng đã đưa bóng vào trước cửa gôn, chỉ cần một điểm chạm thì sẽ có bàn thắng thứ 3. Thời gian vẫn đang trôi đi. Tú trôi, Đỗ Phú Anh Tú lướt vào trong dứt điểm. Không chính xác. Cú đá trong tư thế bị kèm sát của Đỗ Phú Anh Tú.
vẫn có một áp lực đủ từ Quốc Thành để khiến cho Tú Trôi không thể dứt điểm thoải mái. Phép lợi thế. Rất nguy hiểm. Trong tình huống có lẽ là cuối cùng của trận đấu thì thủ thành Huy Lách vẫn chơi xuất sắc. Bóng lại được cao thủ HG La Giang phá lên. Và hết giờ, chiến thắng 2-0 cho HG La Giang trong trận đấu mang ý nghĩa sống còn với hai đội bóng. Trận chung kết ngược ở vòng 5 HPL đã kết thúc. HG La Giang có được 3 điểm quý giá. Chiến thắng đầu tiên của họ ở HPL năm nay với một cú đúp của Quốc Thành. Còn DTS thì vẫn đang chìm trong khó khăn.